Theo đó, tỉnh Ibaraki sẽ thực hiện các chuyến bay thuê chuyến, đồng thời khảo sát nhu cầu hành khách về một đường bay thường kỳ. Theo số liệu thống kê sơ bộ, nhu cầu vận tải di chuyển của người dân, khách du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản đang tăng trưởng với tốc độ ổn định. Trong đó, riêng với lĩnh vực du lịch, Việt Nam là điểm đến ưa thích của khách du lịch Nhật Bản tại Đông Nam Á. Ngược lại, lượng khách du lịch Việt Nam tới Nhật Bản đạt mức tăng trưởng ấn tượng với gần 390.000 lượt. Nếu đường bay tới Ibaraki được khai thác thường kỳ, du khách Việt Nam sẽ có cơ hội tham quan những điểm đến du lịch nổi tiếng của địa phương này.